từng xông pha hạ gục từng thành viên của Justice League, hành Teen Titans ra bã hay solo 1-1 với cả Batman, Deathstroke xứng đáng chung mâm với các phản diện số má bậc nhất trong vũ trụ DC. Chào các cậu, lại là Wenchuge Cartoon đây. Nếu nói về đặc sản của DC, bên cạnh các siêu anh hùng, thương hiệu này còn sản sinh rất nhiều ác nhân tầm cỡ. Không dừng lại ở việc làm nền cho nhân vật chính, rất nhiều phản diện của DC được xây dựng chỉnh chu tới mức có hẳn một phim riêng như Joker hay Penguin. Tuy không sở hữu cho mình một tác phẩm độc lập, nhưng có một nhân vật từng khiến công lý trong rất nhiều sản phẩm của DC phải điều đứng. Đặc biệt là biệt đội thiếu niên Titan. Làm gì còn ai khác ngoài Deathstroke, The Terminator hay Slade Wilson? Trong video, hãy cùng chúng tớ lật lại hồ sơ lai lịch của tay lính đánh thuê lẫy lừng này nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Widow, go! Xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1980 trong series truyện tranh The New Teen Titans số thứ 2, sáng tác và minh họa bởi hai bậc thầy Mark Goodman và George Perez. Deathstroke là một nhân vật được khai sinh từ vũ trụ Titan. Sau này hắn mới có cơ hội rẽ nhánh sang các sản phẩm khác của DC, bao gồm cả phim ảnh lẫn truyện tranh. Tất nhiên là vẫn dưới vai trò phản diện. Deathstroke tên thật là Slade Joseph Wilson. Slade từng tham chiến cho lực lượng quân đội Hoa Kỳ trong nhiều năm, và đó là cơ duyên để hắn gặp gỡ rồi nên duyên với nữ chỉ huy của mình, Adelaide Kane. Slade và Adelaide kết hôn, con đầu lòng của hai người là Grant Wilson ra đời. Nhờ thành tích đáng kể trong thời gian phục vụ quân đội, Slade nhận được lời mời tham gia thử nghiệm ACTH Experiment của chính phủ, với kỳ vọng giúp người lính có khả năng sử dụng 90% não bộ và miễn nhiễm với vũ khí khoa học. Tuy vậy, ACTH Experiment chỉ là một vỏ bọc cho tham vọng tạo ra các siêu chiến binh Metahuman phục vụ cho nước Mỹ. Các đối tượng tham gia thí nghiệm ACTH sẽ sở hữu mức phản xạ, sức bền và khả năng hồi phục tối đa, nhưng tác dụng phụ lại làm giảm khả năng kiểm soát hành vi. Điều đó biến Slade trở thành mạnh mẽ một cách bạo lực và cuồng nộ, buộc nhóm nghiên cứu phải tiêm gây mê để xoay sở. Điều này vô tình khiến Slade không thể tiếp tục chiến đấu cho quân đội mà phải giải ngũ, hay nói trắng ra là bị sa thải. Đây là thời điểm người con trai thứ hai của cặp vợ chồng Slade và Adelaide ra đời, Joseph Wilson. Do đó, Joseph đã thừa hưởng một phần bộ gen bị ACTH Experiment biến đổi từ người bố. Rời khỏi quân ngũ, Slade bí mật nhận job ngoài, cụ thể là đi đâm thuê chém mướn. Giang hồ Mỹ gọi là lính đánh thuê. Dưới cái tên Deathstroke, hắn nhận thù lao để thay những tay giang hồ thanh toán lẫn nhau. Biến cố ập đến khi tên tội phạm Jackal, kẻ mà Deathstroke từng được thuê để ám sát, tìm đến gia đình Wilson và bắt cóc Joseph làm con tin, hòng ép hắn khai ra kẻ chủ mưu. Joseph may mắn được Slade giải cứu, nhưng vết cắt Jackal gây ra trên cổ cậu đã khiến Joseph bị tổn thương thanh quan, vĩnh viễn không thể nói chuyện. Công việc khuất tất của Slade khi ấy chính thức vỡ lở. Sau khi đưa con đến bệnh viện cấp cứu, Adelaide phần vì không chấp nhận được sự thật, phần vì muốn phong trừ hậu họa về sau, nên đã nổ một phát súng vào đầu Slade và bỏ chạy cùng Joseph. Nhờ tác dụng hồi phục tức thời của ACTH, Slade không chết, nhưng mắt phải của hắn thì bị tổn thương vĩnh viễn. Từ đó, Slade quyết định mang một chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt nhằm thị uy rằng mình chỉ cần một con mắt vẫn có thể tung hoành. Sống sót sau từng đó phi vụ hiển hách, Deathstroke trở thành cái tên nổi như cồn trong mạng lưới giang hồ, đồng nghĩa với việc không ít tay chùm hay các tổ chức xã hội đen muốn chiêu mộ hắn về. Trong số đó có Hive, một tổ chức tội phạm được thành lập với sứ mệnh trừ khử biệt đội Titan. Deathstroke nhanh chóng từ chối giao kèo này vì Hive không chịu thực hiện theo điều khoản đặt cọc của mình. Vì nước đi của Hive sau đó còn thâm hiểm hơn khi thuê sát thủ Ravenger về làm việc cho mình để đối địch trực tiếp với các Titan. Trong nhiệm vụ này, Ravenger được Hive cho hấp thụ một loại huyết thanh biến đổi gen kích thích thể chất, đạt tới sức công phá cực đại khiến các Titan phải chây chật chống đỡ. Có lẽ biệt đội Titan đã không thể bảo toàn lực lượng nếu các loại huyết thanh của Hive không có tác dụng phụ gây suy tim. Ravenger tử vong vì trụy tim. Danh tính của Ravenger hóa ra lại chính là Grant Wilson, con trai lớn của Slade. Điều đó khiến Slade tin rằng các Titan đã gây ra cái chết của Grant và coi họ như kẻ thù từ đó. Chính hắn đã tiếp nhận lại hợp đồng đánh thuê của con trai nhằm mục đích trả thù. Nguồn gốc của cái tên Deathstroke xuất phát từ thanh kiếm mà Slade thắng trong một trận đấu poker được đề cập trong bộ truyện Deathstroke Rebirth. Slade đã gọi thanh kiếm là Deathstroke, còn tự xưng bản thân là Deathstroke The Terminator. Tuy vậy sau này, do sự xuất hiện của loạt phim The Terminator đình đám của James Cameron, DC đã rút gọn cái tên của hắn thành Deathstroke như hiện tại. Một thông tin thú vị khác đó là 10 năm sau màn debut của Deathstroke, Deadpool đã ra đời dựa trên nguồn cảm hứng của DC. Để ý kỹ thì tên thật của Deathstroke là Slade Wilson, còn Deadpool là Wade Wilson. Cả hai được gặp biến cố tình cảm
sở hữu khả năng hồi phục và trở thành lính đánh thuê. Sau này phát sinh hiềm khích về hai nhóm siêu anh hùng vị thành niên là Teen Titan và New Mutant. Chắc hẳn rất nhiều bạn biết tới Deathstroke thông qua các diễn biến của Teen Titan. Bản thân tớ cũng khá thích phiên bản Deathstroke này. Thế nên trong phần sau của video, hãy cùng nhau điểm qua hành trình của hắn trong Teen Titan Original nhé. Deathstroke được đưa vào Teen Titan, xuất hiện xuyên suốt với khoảng 20 lần và giữ vai trò phản diện chính trong hai mùa đầu của series. Tham vọng của hắn là đánh bại nhóm thiếu niên siêu anh hùng do Robin dẫn đầu. Deathstroke sở hữu hai căn cứ bí mật để điều hành đội siêu chiến binh cùng người máy hoạt động cho mình, nuôi tham vọng triệt hạ Titan và cả thành phố. Bước đầu thôn tính công lý trong tay, toàn tính của hắn là thâu tóm lực lượng càng hùng hậu càng tốt, thậm chí chính các Titan cũng từng được mời gọi tham gia. Deathstroke từng cố gắng ép buộc Robin và biệt đội gia nhập quân đoàn của mình. Nếu không, hắn sẽ kích hoạt những con chip nanobot đã từng cấy vào các Titan, khiến hồng cầu trong cơ thể họ bị phá vỡ. Song Robin lại tự cấy nanobot vào máu, đẩy Deathstroke vào thế bất lợi, phải vô hiệu hóa thiết bị, đứng giữ lựa chọn giết chết người đệ tử cốt cán và trở thành mục tiêu của 4 Titan còn lại. Hắn buộc phải chấp nhận từ bỏ mưu đồ thâu tóm biệt đội thiếu niên siêu anh hùng. Tuy nhiên, điều này phản ánh dã tâm thực sự của Deathstroke, không phải loại bỏ các Titan, vì rõ ràng hắn đã có cơ hội để kết liễu họ nhưng vẫn bỏ dở mục tiêu đó. Điều này có thể được lý giải theo hai nguyên nhân. Deathstroke muốn nuôi tham vọng thu phục 5 Titan hoặc hắn muốn giữ lại cho mình một đối thủ. Ở mùa thứ 2, kế hoạch mời gọi các siêu chiến binh Titan đổ bể, Deathstroke chuyển hướng sang một nước cờ mới mang tên Terra, một nhân vật khá thú vị khác trong vũ trụ Teen Titan. Là một cô nàng tuổi teen với siêu năng lực điều khiển đất, Terra lọt vào tầm ngắm của Deathstroke. Hắn lợi dụng điểm yếu về khả năng kiểm soát thần lực của Terra, thao túng cô quay lưng với các Titan để theo phe mình. Vì hiểu lầm Beast Boy, Terra đã phản bội những người bạn mới và trở thành đồng minh của Deathstroke. Nhưng khi hay biết cô nàng đã thất bại trước Teen Titan, Deathstroke thất vọng ra mặt và hung bạo tấn công cô, kiểm soát tâm trí và điều khiển sức mạnh của Terra để phục kích nhóm Teen Titan ngay khi họ tìm đến. Nhưng khoảnh khắc đối đầu với Beast Boy, Terra đã lấy lại chút ý thức và quay sang sống chết với Deathstroke, quật ngã hắn xuống dòng dung nham đang nóng chảy. Sau khi bị Terra đánh bại với sự giúp sức của Titan, Deathstroke gần như vắng bóng khỏi toàn bộ diễn biến của Season 3. Nếu có thì cũng chỉ tồn tại như một ám ảnh tâm lý mà Robin từng nhìn thấy. Cơ mà đừng quên chúng ta có một vua quỷ thiên hà Trigon trong Teen Titan. Vậy là sang tới mùa thứ 4, Deathstroke chính thức tái xuất và tồn tại như một xác sống. Để đạt được điều đó, hắn đã đáp ứng yêu cầu phục tùng Trigon và được hồi sinh bằng da bằng thịt với một dấu đỏ trên mặt nạ mang tên Mark of Scare. Trigon còn cho hắn khả năng sử dụng lửa để chiến đấu. Theo đó, mục tiêu của Deathstroke lần này sẽ tập trung vào Ravage, con gái của vua quỷ. Hắn có nhiệm vụ kết nối hai cha con để Raven chấp nhận bản ngã mà Trigon đã áp đặt lên cô. Nhưng giống như cách Deathstroke từng lật lọng với Terra, Trigon trở mặt và tước đi sức mạnh đã ban cho hắn. Tới đây, Deathstroke quyết định bắt tay với biệt đội thiếu niên để chống lại gã vua quỷ. Trong cuộc hỗn chiến với Trigon, Deathstroke đã biến mất cùng lời hứa hẹn comeback. Nhưng phải tới tận episode 13 của Season 5, cũng là tập phim cuối cùng của toàn bộ series, Deathstroke mới lộ diện trở lại. Song hắn không thực sự ra mặt mà chỉ xuất hiện dưới hình dạng một con robot tự nhân bản. Điểm nổi bật nhất ở Deathstroke chắc chắn là khả năng đối kháng cận chiến cực lão luyện. Nhờ những năm tháng chiến đấu trong quân ngũ, sự tôi luyện của Adelaide Kane và tất nhiên là cả sức mạnh có được từ thí nghiệm ACTH, Deathstroke có sức lực ngang với 10 người đàn ông trưởng thành, dễ dàng dùng tay không nhấc bổng một vật thể trọng lượng 5 tấn. Dù không mang cho mình siêu năng lực, nhưng Deathstroke từng là quả tạ với một biệt đội thiếu niên Titan, thậm chí đe dọa cả thành phố Gotham. Trình độ đấu tay đôi của Deathstroke còn vượt mặt Robin, người từng được chính Batman gọi bằng cái biệt danh quân đội một người. Một lợi thế cực đắt giá khác mà Deathstroke sở hữu đó chính là khả năng tự phục hồi cơ thể, miễn là bộ phận não của nguyên vẹn, ngoại trừ con mắt không thể lành lại. Bất cứ phần nào trên cơ thể Deathstroke đều miễn nhiễm sát thương. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn miễn nhiễm với cơn đau đâu nhá. Nhiều người cho rằng con mắt chột là điểm yếu của Deathstroke. Hắn từng có dịp xử đẹp gần hết các thành viên của Liên minh Công lý, cho tới khi trúng một mũi tên của Green Arrow vào mắt phải. Điều này đã thực sự chọc điên Deathstroke, nếu không Justice League đã bị dẹp gọn trong tay hắn. Nhưng đó không phải là điều đáng gờm nhất ở Deathstroke. Vượt trên thể chất bất bại và sức chiến đấu phi thường là khả năng phát huy não bộ tối đa mà ACTH mang lại. Não bộ được kích hoạt 90% đã mang lại cho Deathstroke phản xạ nhanh nhạy gấp 10 lần người bình thường, thông thạo nhiều ngôn ngữ và phân tích thế cục, lên kế hoạch chỉ trong một thời gian rất ngắn. Deathstroke còn cực kỳ am hiểu võ thuật, sử dụng thuần thục nhiều loại vũ khí tầm xa như súng máy tới vũ khí cận chiến như gậy hay dao. Hắn không đối đầu trực diện với bất kỳ kẻ địch nào,
Thay vào đó, Deathstroke có trong tay một lực lượng tay sai tinh nhuệ thay hắn ra đòn, dụ dỗ mục tiêu vào cái bẫy hắn giăng sẵn. Rõ ràng, Deathstroke có xu hướng lôi kéo những chiến binh tinh anh về phe mình như Robin hay Terra. Hắn luôn biết tìm ra lỗ hổng ở họ, lợi dụng nỗi sợ và cả yếu điểm để kiểm soát họ phục tùng mình. Tính cách, Deathstroke là một kẻ vô cùng ngoan cố. Một khi đã đặt ra mục tiêu, bằng mọi giá, hắn sẽ đạt được điều đó. Dẫu cho đôi lúc, sự kiên định đến ngang ngực của hắn lại dẫn đến những thất bại. Bởi lẽ Deathstroke chấp nhận việc trở thành kẻ xấu để hoàn thành tham vọng của mình. Đó là thứ quan trọng hàng đầu với Deathstroke, nên hắn tuyệt nhiên không cảm thấy áy náy hay ân hận trước những tội ác bản thân gây ra. Điều đó giải thích cho những hành vi cháo trở và thực dụng hắn từng làm với Terra, Robin và cả các Titan. Dù là một gã tội phạm nham hiểm bậc nhất vũ trụ Batman, nhưng suy cho cùng, Deathstroke vẫn giữ lại trong mình tính người. The New Teen Titan đã xây dựng cho Slade một quá khứ đủ bất hạnh để hình thành nên Deathstroke máu lạnh và tàn bạo. Điều đó xuất phát từ những bất công hắn từng phải hứng chịu. Ban đầu, mục đích của Slade không phải là chạy theo cái ác, hắn chỉ tận dụng khả năng chinh chiến của mình để kiểm trác. Tới khi biến cố xảy đến với Joseph, Slade đã bị tước mất gia đình hạnh phúc của mình. Mối thù của Deathstroke nhắm vào Teen Titan, suy cho cùng cũng xuất phát từ cái chết của con trai Grant mà Hive là thế lực đứng sau. Deathstroke không hề xấu xa và quỷ quyệt như Trigon, nhưng so sánh với các Titan thì lại không tốt đẹp như họ. Việc đặt Deathstroke vào cuộc chiến giữa Trigon và Titan cho hắn cơ hội hợp sức với hai phe, giống như một phép so sánh giữa ranh giới thiện và ác. Cũng là một người cha, nhưng Trigon sẵn sàng hy sinh con mình, còn Deathstroke thì không. Cùng sở hữu siêu năng lực hiếm có, nhưng các Titan lựa chọn chiến đấu vì công lý, còn Deathstroke theo đuổi lợi ích của riêng hắn. Trong Deathstroke vẫn tồn tại cả phần con lẫn phần người. Nó được lột tả qua các quyết định và hành động của hắn trong từng trường hợp để tạo nên một phản diện lý tưởng dành cho cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Chúng tớ vừa tổng hợp các thông tin liên quan tới tay sát thủ đánh thuê sừng sỏ bậc nhất DC Comics. Dĩ nhiên, Teen Titan không phải sản phẩm duy nhất có sự góp mặt của Deathstroke, vậy nên chắc hẳn các cậu sẽ còn khá nhiều thông tin về chiếc phản diện máu mặt này. Đừng ngại chia sẻ cho chúng tớ dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian cho video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Wear out.